Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin số 58 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Hyundai Tucson 2022 lộ diện những bức ảnh đang đi đăng kiểm ở tại Việt Nam. Một loạt các mẫu xe như Ford Everest, Sorento giảm giá cực sốc sau thời kỳ giãn cách xã hội. Kia Soulnet bắt đầu trưng bày ở một số các showroom tại Hà Nội. VinFast sẽ mở thêm 60 showroom tại Mỹ trong năm 2022. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Trong những ngày vừa qua đã có những thông tin về chiếc xe Hyundai Tucson 2022 có mặt tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa rõ đây là mẫu xe mà Hyundai thành công đang chuẩn bị lên kế hoạch cho sự kiện ra mắt sắp tới hay chỉ là của một doanh nghiệp FDI Hàn Quốc được đưa về theo con đường ngoại giao. Tuy vậy, phiên bản mới của Tucson đã làm xôn xao làng xe Việt với những bình luận sôi nổi và không giấu được sự mong mỏi của những người yêu thích xe Hàn. Theo thông tin đến từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Hyundai Tucson 2022 có khả năng sẽ được sử dụng động cơ tăng áp 1.6 lít, đi cùng với đó là sự xuất hiện của hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, viết tắt là AVKD. Xe được trang bị cụm hộp số tự động 6 cấp, tự động 8 cấp hoặc tự động 7 cấp liên hợp kép giống với đời cũ. Hyundai Tucson phiên bản hiện tại đang được các đại lý giảm giá lên tới vài chục cho tới cả trăm triệu đồng tùy từng phiên bản. Cá nhân mình cho rằng đây là xu thế chung của toàn thị trường ô tô sau khi kết thúc giãn cách xã hội, với việc giảm giá để kích thích người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đây cũng có thể coi là tín hiệu xả hàng tồn kho để hãng đưa sản phẩm mới về. Dẫu vậy thì chúng tôi chưa có kết luận chính thức và tiếp tục theo dõi động thái từ phía Hyundai thành công. Đại dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Người dân cắt giảm nhiều hoạt động mua sắm, đầu tư vào nhiều mặt hàng sản phẩm có giá trị cao như nhà đất hoặc ô tô. Chính vì vậy mà các đại lý thi nhau đồng loạt giảm giá các sản phẩm của mình để kích cầu người tiêu dùng. Nhiều mẫu xe được hãng và đại lý giảm giá từ vài chục cho tới hơn 100 triệu đồng. Tiêu biểu gồm có Ford Everest, Kia Sorento, Honda HR-V và Mazda 3. Cụ thể, mức giảm phổ biến ghi nhận ở một số các đại lý dao động từ 90, 95 và cao nhất là 105 triệu đồng, tương ứng với các phiên bản như Sport 2.0 lít AT 4x2, Titanium 2.0 lít AT 4x2 và Titanium 2.0 AT 4WD. Riêng bản Titanium 2.0 AT 4WD cao nhất có thêm quà tặng phụ kiện. Kia Sorento cũng không ngoại lệ khi có mức giảm lên tới 60 triệu đồng cho phiên bản 2.G Signature AVKD 6 chỗ và 7 chỗ. Phiên bản Sorento 2.5G Premium giảm lên tới 40 triệu đồng. Mazda 3 giảm 40 triệu đồng cho hai phiên bản Sport 1.5 lít Luxury và Premium. Riêng phiên bản sử dụng động cơ 2.0 là Sport 2.0 Signature Luxury và Premium có mức giá giảm lên tới 70 triệu đồng. Như vậy, sơ lược qua tình hình thị trường ô tô trong nước sau thời điểm thực hiện giãn cách, tình hình thị trường ô tô trong nước đã có những sự sôi động trở lại. Tuy nhiên, người dân vẫn còn rất e ngại và đắn đo lựa chọn thời điểm này để tậu xế hộp. Chính vì vậy, mức giảm của các dòng xe bình dân phổ thông hiện tại đã lên tới cả vài chục, cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn không nhằm nhò gì so với mức giảm của các dòng xe hạng sang và cao cấp. Kia Soulnet là mẫu xe đi tiên phong mở ra phân khúc A Crossover tại Việt Nam. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ đem tới sự thành công giống như người đàn anh Kia Seltos đã làm được. Trong khi đó, Toyota Zaire cũng đã và đang sẵn sàng được hãng xe Nhật Bản cho ra mắt vào cuối năm nay. Mới đây, chiếc Kia Soulnet 2022 đầu tiên đã về đại lý. Mẫu xe này được phân phối tổng cộng với 4 phiên bản, đi cùng với mức giá bán dao động từ 499 tới 609 triệu đồng. Xe sở hữu chiều dài 4.120mm, chiều rộng đạt 1.790mm, chiều cao 1.642mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.500mm. Các trang bị nổi bật của xe bao gồm la răng 16 inch đa chấu phay xước trông rất thể thao, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan LED. Phần đầu và phần đuôi mang đến nhiều cái sự ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng LED, đèn hậu nổi bật với thiết kế tràn sang hai bên, giống với người đàn anh Kia Carnival và K3 thế hệ mới. Trong khi đó, đèn phanh trên cao cũng sử dụng dạng LED, khoang hành lý có dung tích khá lớn lên tới 392 lít. Bên trong nội thất, xe được trang bị một màn hình kích cỡ lên tới 10,25 inch kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống 6 loa, hệ thống điều hòa tự động, khởi động từ xa, sạc không dây, khởi động nút bấm và cửa sổ trời. Về khả năng vận hành thì mẫu xe Crossover hạng A của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ Smartstream 1.5 lít cho tất cả các phiên bản với công suất 113 mã lực, mô men xoắn đạt 144 Nm, đi cùng với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Cá nhân mình cho rằng Kia Soulnet có rất nhiều cửa sáng để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc, đặc biệt là với Toyota Zaire. Xe có thiết kế khá ấn tượng, đi cùng với đó là nhiều trang bị tiện ích hấp dẫn.
Qua đó, khả năng vận hành với khối động cơ 113 mã lực cũng có thể sẽ khiến nhiều người hài lòng với mẫu xe này. Tuy vậy, cá nhân mình cho rằng mức giá bán của mẫu xe này vẫn là rào cản của Soulnet so với các đối thủ. Ông Michael Locello cho biết dự kiến hãng xe sẽ mở thêm 60 showroom tại Mỹ vào năm 2022 sau khi hãng đã có một văn phòng ở California. VinFast cũng úp mở khả năng xây dựng thêm một nhà máy sản xuất ngay tại Mỹ với mục tiêu sản xuất ra thị trường khoảng 15.000 xe một năm, giảm so với mục tiêu trước đó là 56.000 xe do sự thiếu hụt linh kiện và chip bán dẫn trên toàn cầu. Thời gian tới, VFE35 và VFE36 sẽ được ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra từ ngày 19 tháng 11 tới ngày 28 tháng 11. Sau khi ra mắt tại Mỹ, hãng cũng sẽ gia nhập thị trường châu Âu và ít nhất có mặt trên 7 quốc gia tính đến năm 2023.